Xin chào anh em yêu cờ Kể từ năm 2014 Khi Nguyễn Thành Bảo quy ẩn Giang Hồ Lại Lê Huynh là kỳ thủ Được làng cờ Việt Nam ta kỳ vọng nhất Trong giai đoạn này Kỳ nghệ của anh tăng tiến không ngừng Cũng là thời điểm Anh được mời sang Trung Quốc thi đấu Tại giải cờ danh tiếng Giáp cấp liên tái Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp Với một kỳ thủ xuất thân từ hải ngoại Cũng từ đây Chúng ta chứng kiến Huynh thi đấu với các cao thủ hàng đầu của Trung Hoa. Giai đoạn này, phong độ của Huynh rất cao. Anh cầm hòa được triệu hâm âm hướng ngân xuyên. Mỗi lần Huynh thi đấu, cả làng cờ Việt Nam ngắm trông. Đối thủ hôm nay, Huynh gặp phải là mãnh hổ liên thành Lê Đức Trí. Một cao thủ xuất thân từ giới giang hồ, đường cờ bão táp, sẵn sàng phế cây để lấy thế công. Trong vài năm gần đây, anh ta rất chịu khó nghiên cứu thêm về khai cuộc chính quy từ đó trở thành một cao thủ rất khó lường trận cờ việt trung đại chiến giữa hai cao thủ vô cùng hay và khốc liệt có nhiều đoàn phế quân ảo diệu và đặc biệt vẫn thuộc chủ đề khai cuộc đó là trung pháo đối bình phong mã tả mã bàn hà với biến thể bên hậu lên tường bảy tấn năm mời anh em cùng bước vào trận đấu trong trận này, Lê Đức Trí được quyền đi tiên, anh ta đóng trung pháo để công trung lộ, lại Lý Huynh lao chiến mã bảo vệ trung binh. Sau khi anh Chí xuất động lộ mã đầu tiên, Huynh bình tĩnh triển khai xe sớm. Lê Đức Trí C1 bình 2, Huynh nhanh chóng thúc binh lộ 7, ép theo thế trận đã chuẩn bị từ trước. Anh Chí đưa xe của Hà để tranh tiên chiếm vị, đối lại Huynh ti triển thế trận bình phong mã. Lê Đức Trí thúc binh lộ 7 để thế trận của Huynh. Đây là điểm mấu chốt. Huynh thay vì đi nước cờ, bình pháo, mười đấu c, anh lựa chọn hướng tả mã bàn hà. Đúng theo sách vở về khai cuộc hiện hành, anh Trí lao ma lên lộ 7. Đến đây, Huynh có ba cách để ra quân như trong mình. Các video trước, chúng ta đã phân tích lối phản công hoành c lộ 1. Trong trường hợp này, Huynh chọn hướng lao tượng 7 tấn 5. Đây là một hướng khai cuộc khá tịnh hành của bên hậu, nhiều lần được chiến thần Vương Thiên Nhất đem dùng và hiệu quả rất chi là cao. Mục đích chính của bên đen là phản công và mã lộ 3 của bên đỏ. Đồng thời, việc lên tượng sẽ giúp xe lộ 8 được cơ động, tiện bề hộ công cho chiến mã bà nà. Trong loại hình bố cuộc này, đa phần các cao thủ bên đỏ sẽ có xu hướng thúc tốt đầu nhằm thẳng đầu não địch mà ra đoàn. Đây là một nhánh khai cuộc rộng và có nhiều biến hóa mình sẽ giới thiệu trong các trận sau trong trận thực chiến này lê đức trí đánh chân phương và vô cùng đơn giản anh ta điều xe đuổi mã mã bị pháo truy kích huynh nhẹ nhàng ăn tốt chiếm thực lợi bên đỏ nhanh như cắt lao mã lên bàn hà ý đồ tập trung quân tấn công vào tốt đầu của bên đen xét về mặt khai cuộc đây cũng là điểm rất quan trọng đó các bạn bên đen có cách phản công khá hay và đơn giản đó là dùng mã diệt pháo đầu nguy hiểm tránh hậu họa về sau tất yếu bên đỏ phải ăn tượng lên đen có đòn phế tốt cực gắt đỏ có thể chạy xe qua để bắt tốt nhưng đen còn đó chiêu bình xe mời đấu ngay diễn ra bên cảnh đấu xe đỏ ăn xe đen đen ăn tượng về khi đó bên đỏ dùng tượng ăn tốt qua sông đen nhẹ nhàng phi pháo qua vừa là đuổi mã lại phục đoàn bắt lại em tượng bên đen cân bằng lực lượng và chiến đấu được vậy thì biến thể thực chiến của hinh hiệu quả ra sao mục tiêu chính của lại lý huynh khi nâng pháo lên là giữ chặt trung lộ anh trí thẩm nghĩ mình cố tình tấn công gấp tức là lao ma xuống ăn tốt đầu họ lại dùng mã diệt pháo của mình thì đúng là lợi bất cập hại còn như mình sử chiêu pháo lộn lên đầu họ ăn ngay mã lên ta phi mã xuống chẳng phải xe và mã của ta đang bị họ cô quân hay sao bẫy này đâu lừa được ta thực chiến lê đức trí nhẹ nhàng dùng mã diệt tốt lộ bảy bên đen chạy pháo mở thông mặt xe là thủ pháp triển khai quân hợp lý cần phải đi ngay lê đức trí xuất thân từ cờ giang hồ lối đánh theo xu thế phế quân cầu công và thường đặt ra các cạm bẫy ngầm anh ta đột ngột thoái xe về giữ chặn mã nước cờ nhìn có vẻ hơi tối kỳ thực là một cạm bẫy nho nhỏ anh dụ huynh đưa tốt bảy qua sông để anh nâng pháo lên bắt tốt ngay sau khi bắt được tốt anh sẽ có chiêu c chín bình tám mở thông mà xe rất nhiều anh em sẽ kiến nghị bên liên cảnh này lại chịu mất tốt qua sông, cứ lao xe của hả giữ chặt em tốt thì đỏ tấn công gì nổi. Như như thế là dính mưu của bên đỏ. Đỏ tung đoàn pháo 8 mình 9 đuổi xe, âm thầm phục mục tiêu C9 mình 8, đuổi pháo lộ 2 của đen. Bên đen theo quán tính, xe xuất xây ra. Đỏ có đòn hay, pháo 5 mình 8 tiếp tục đuổi xe. Quân pháo của đen vô tình thành pháo phản chủ có lẽ đen phải nâng pháo lên đuổi lái xe nhưng đỏ nhẹ nhàng điều tốt đầu lên bên đen chỉ còn cách thoát thân duy nhất đó là pháo hai bình ba để gỡ dối nhưng đỏ nhẹ nhàng xuất pháo đuổi xe nếu đen chạy xe vào thì đỏ làm ngay em pháo rất là ngoắn nước bởi vậy mới thấy nước cờ thoái xe của anh trí thực sự rất thâm nho mặt khác khi quân xe thoái về sẽ tránh được sự uy hiếp từ xa nơi pháo lộ 2 của Huynh. Đây là chiêu thức tiện bề công thủ. Đối với Huynh mà nói, anh đã luyện thiên lý nhãn nên cạm bẫy này đâu lừa được anh. Anh rất quách tỉnh, nhẹ nhàng lên sĩ rồi tùy cơ ứng phó. Do quân mã lộ 7 đang ở vị đẹp, lại có pháo đầu. Anh Trí thay vì chạy pháo lộ 8 để có thể ra xe còn lại, anh đánh rất hung mãn, thực chiến thúc binh trung lộ, tổng lực tấn công. Về phần huynh Cần phải gây áp lực lên lộ mã 3 của bên đỏ Để họ phân tâm lo mà chống đỡ Anh thi triển đoàn Tấn xe kẹp kiểu Ngăn tượng thoát thân Nhưng anh trí đâu ngại Pháo 8 bình 7 chuẩn bị ra xe Hai bên đều triển khai Những đoàn thế tấn công nhau Xe mai ra đoàn chuẩn hơn và mạnh hơn Giờ đây tới lượt huynh ra đoàn Anh gây áp lực rất mạnh Anh thoái má về tuyến hà Ham hê đoàn thúc tốt bảy qua sông tấn công trực diện và mã lộ 3. Nếu như biên đỏ không phải là cao thủ sẽ rất rối ở chỗ này. Trong minh thư có nói khi ta bị tấn công đâu nhất thiết là phải chạy đánh ngúp hậu phương chặn đường lương thảo gây bất ngờ địch nó mới sợ. Lê Đức Chí xuất xe đuổi pháo trước. Theo tư duy logic huynh ra xe ngay. Anh Chí đỡ nước cờ rất cao c 4 tân 5 đây là chiêu tránh sự uy hiếp đường đáy của bên đen muốn nước cờ có độ sâu cao bên huynh có 3 đường hướng để phản công như trong hình đó là điều xe vào bát tượng phục chiêu pháo lộn xuống mã hướng số 2 đưa tốt bảy qua sông hướng số 3 đổi quân tức là pháo vật lên mã ngay chúng ta phân tích từng hướng một nhé với phương án bên đen chạy xe vào bát tượng đỏ lập tức lao tượng lên đồng biên bên đen nếu tham dùng pháo ăn mã đỏ có nước hay thoái pháo bắt chết xe của đen ngay giả sử bên đen không vội vàng áp dụng cách khác đưa tốt bảy qua sông để gây áp lực nguội bên đỏ vẫn có cách phản hay đó là lao c tám lên đuổi mã ngay nếu đen thúc tốt đuổi xe đỏ thoái xe về tuyến đáy các bạn để ý bên đen không thể dùng tốt ăn mã vì dính đoàn thoái pháo lộ 7, bên đen mất xe ngay. Lúc này, bên đen có thể nâng pháo lên để tránh đoàn của đối thủ. Nhưng đỏ có đoàn lao ma lên ngũ, âm thầm thoái pháo bắt xe. Tóm lại, với hướng cờ điều xe vào để bắt tượng, bên đỏ chiếm đại ưu thế, bên đen không chơi được. Chúng ta tiếp tục phân tích hướng còn lại. Bên đen đưa tốt bảy qua sông, phục đoàn tấn tốt đuổi xe và bắt mã nhìn kỹ thì thấy rằng bên đỏ có đòn phản rất hay đó là thoái pháo bắt xe nước cờ rất đặc sắc quân xe của đen lúc này không biết chạy đi đâu đen chỉ còn cách duy nhất là đối công tức là thúc tốt xuống bên đỏ ăn xe mới đấu đen bắt lại quân xe đỏ có chiêu vút mã lên dùng pháo đuổi mã để ngăn đường tấn công đen có thể điều pháo qua và mời đấu Đỏ nhanh chóng ăn mã Đen cung bắt lại quân Đỏ có chiêu tấn pháo chiếu Đen phải về tượng Tiếp đó bên đỏ nâng xe lên Và bắt tốt Sau này chuyển làn tấn công Chưa kể bên đỏ còn có pháo đầu Và mã lộ bảy Chiếm đại ưu thế Giờ đây chúng ta phân tích biến thực chiến Các bạn ơi Trong hình cờ đối công phức tạp Huynh vẫn đi được nước cờ rất chuẩn anh phi pháo diệt mã mời đấu quân mạnh. Sau khi Lê Đức Chí ăn pháo qua, huynh điều xe bắt đôi quân. Giờ đây tượng và pháo kiểu gì cũng ra đi một em rồi. Nhưng anh Chí đâu đơn giản. Anh điều pháo qua lộ một, chuẩn bị ăn lên tốt để công đường biên. Về phần huynh, anh nhắm rượu ngay em tượng, chiếm lợi trước mắt. Tất yếu anh Chí về sĩ phòng thủ tuyến đáy. Huynh thoái xe mời đấu để tiện đường lao ma xuống tranh tiên và chiếm vị. Có thể thấy, Lại Lê Huynh đánh rất hay và thực dụng. Ai dè, anh Chí có nước cờ thăng xe lên mới đấu khá là tinh tế. Giờ đây, Huynh không thể chạy xe, vì như vậy xe thất thế. Anh chấp nhận đấu quân, anh Chí ăn xe qua ngay. Với đẳng cấp của đệ nhất quốc thủ, Lại Lê Huynh muốn chơi một trận ra trò, anh phi pháo xuống đáy để chuẩn bị đưa xe của Hà thọc sâu vào trận địa của địch. Lê Đức Chí là một cao thủ hàng đầu của giang hồ kỳ đạo, anh đâu thua kém, phóng tốt đầu để công ngay trung lộ. Vậy là mỗi bên đều có hướng đánh riêng, không ai chịu thua ai dù chỉ là một ly. Huynh của chúng ta với ý chí quật khởi, gia tăng khả năng tấn công, anh mở pháo ra đường biên, chuẩn bị phi xe xuống đáy. Lê Đức Chí hung dũng, thúc tốt xuống, ăn tốt đầu. Đây đúng là một cuộc chiến, trời long đất đỡ. Trong hình cờ khó như vậy, Lê Đức Trí vô cùng tự tin, khiến huynh có phần hơi e ngại. Giờ đây, anh đang leo lên lưng hổ. Anh định bụng sẽ dùng mã ăn lên tốt đầu. Suy nghĩ kỹ thì thấy rằng đối thủ rất có thể. Phóng pháo qua, ăn tốt biên, âm thầm phục đoàn, cắm pháo xuống đáy. Do bên đỏ đang có xe lộ 4, phục đoàn đánh sát. Tất yếu là đen vẫn có thể thoái mã về biên để ngăn đỏ tấn công. Nhưng đỏ còn chiêu thoái mã về đầu dùng pháo bắt mã của đen nếu đen thăng xe lên bắt mã đỏ đỏ lại có chiêu lao mã qua lộ 3, phế mã rất cao bởi vì đen ăn mã lên đỏ phi pháo xuống đáy chiếu đen phải về tượng đỏ ăn xe xuống là sát cục ngay bởi vậy trong thực chiến va đấu huynh chấp nhận một lối chơi đôi công anh cắm xe xuống đáy quyết đánh một trận có thắng có bại chứ không hề hỏa hoãn khi tấn công không quên phòng thủ Lê Đức Chí thấy rằng nếu vội vàng dùng tốt phá tượng xe dính đoàn của cao thủ phương nam huỳnh sẽ có chiêu pháo lộn vào tường chiếu tướng nếu tướng lên thì xe thoái chiếu bên đỏ sẽ thua do đó bên đỏ phải lên sĩ bên đen sẽ có chiêu ăn ma chiếu ép bên đỏ phải về sĩ tiếp đó đóng pháo chiếu bên đỏ phải lên sĩ bên đen nhẹ nhàng làm ngay em tốt bên đen ưu thế lớn sẽ là tất thắng. Hai đối thủ thi nhau đặt cam bẫy xem ván cờ rất là đa mắt. Trong thực chiến ván đấu, Lê Đức Trí đúng là quái kiệt, anh nhẹ nhàng lên tướng để tránh đoàn từ xa. Đây tiếp tục là một hình cờ khó, khiến người xem phải phát óc suy nghĩ. Quynh có thể tấn công bằng đoàn vượt pháo vào tượng, phục chiêu, thoái xe sát cuộc, lại dùng pháo ban mã được hay không? là một câu hỏi vô cùng khó vì anh trí sẽ có đòn hay xuất tướng thần trưởng. Nếu huynh thoái pháo ăn mã, anh Chí chạy tốt qua, dọa dùng xe đánh sát cục và bắt lại em pháo đồng thời đuổi mã, bên đỏ vẫn chủ động. Ngoài ra còn có cách tấn công khác rất đối công của bên đỏ đó là dùng tốt ăn tượng làm mỏng trung lộ. Phục chiêu dùng xe ăn xít hỏi đường sát. Tuy nhiên, đen vẫn có đoàn hay để đỡ đó là đưa pháo chiếu tướng và phế quân bên đỏ ăn pháo đen lăng ma chiếu nếu đỏ mà lên tướng để giữ thế công trung lộ đen sẽ thoái ma chiếu bắt chết mc do đó nước cờ hợp lý của bên đỏ là phải mang pháo năm ra ngăn khi đó đen sẽ bắt lại pháo đường biên có thể thấy đỏ hết nguy hiểm thì tương lai sẽ mệt mỏi với đen nhìn chung với phương án ăn pháo và tượng của bên đen, hình cờ cũng rất phức tạp. Hai bên, dù ai đi sai, đều là dễ thất bại. Qua đó mới thấy rằng, khi các cao thủ thi đấu với nhau, áp lực là rất lớn. Với sự chắc chắn thường thấy, huynh thoái c chiều tướng, anh Chí nhanh chóng thoái tướng. Đây là cuộc đại chiến Việt Trung, huynh kỳ thực rất muốn thắng để gây tiếng vang trên đấu trường quốc tế. Bởi vậy, anh chấp nhận chơi mạo hiểm anh lao mã diệt tốt đầu đúng theo chiến lược được ta làm vua thua thì ta làm lại có gì mà phải lo anh chí thấy huynh có phần manh động mừng thầm trong lòng anh vút pháo ăn tốt ngay chuẩn bị cầm đáy nước cờ sớm xét khiến đối phương thất kinh với việc có pháo đầu giờ đây có thêm pháo đường biên và xe hộ công anh chí định bày trận thiên địa pháo chú danh huynh thấy rõ mối nguy cơ anh thoái mã về phòng thủ sân nhà tạo đôi mã liên kết sở dĩ anh không thoái mã về đường biên vì sợ mã ở tâm sẽ bị đối phương khai thác về phần anh trí vút pháo chiếu tướng ngay ép huynh phải về tượng điều này khiến trung lộ của bên đen bị mỏng đi nhiều anh trí đóng xe vào ngũ tấn công vào lộ mã nước cờ thể hiện trung cuộc vô cùng sâu sắc lúc này đây Huynh chạy mang ngũ là không ổn vì đối thủ đang có pháo đầu dễ bị họ chiếu rút. Huynh tiếp tục phế mã và đặt ra cảm bay ngầm. Anh chạy C và lộ 4. Nếu anh Chí vút pháo ăn mã, Huynh nhẹ nhàng ăn ma lên. Anh Chí ăn C xuống. Huynh sẽ tung chiêu ăn xin chiều tướng buộc bên đỏ phải lên tướng. Tiếp đó là tuyệt chiêu móc hậu thần trưởng. Tất yếu anh Chí sẽ ra đi chân lành toát. Kỳ thực cảm bay này không thể qua mắt được một tay cờ giang hồ khét tiếng như là mãnh hổ liên thành bởi vậy anh lập tức lên sĩ phòng thủ sân nhà nhanh như cắt huynh thoái xe về vừa là đuổi mã của đối thủ lại bảo vệ mã trung tâm nước cờ rất phù hợp với tình thế huynh đã khéo anh trí lại rất hay anh nhẹ nhàng xua tốt bảy qua sông bảo vệ chiến mã thông thường nếu cần đen đa phần các cao thủ sẽ có xu thế lên tịnh tạo độ liên kết về thế trận, đồng thời làm dày trung lộ. Nhưng đi như vậy, bên đỏ có thể lao ma qua đường biên, phục chiêu tấn tốt xuống và đuổi xe. Tương lai vẫn còn đó chiêu nhảy ma ngoại tào. Bên đen cũng khá bất lợi. Một số anh em có suy nghĩ rằng lối chơi của huynh quá cẩn trọng, nhưng theo mình cũng là tùy lúc như trận này chẳng hạn với mong muốn quyết thắng, anh Hùng Dũng lao ma qua sông, định rằng sẽ chém pháo đầu của anh Chí. Huynh đang tính, anh Chí điều xe qua vừa là cản mã lại đồng thời chiếu tướng. Mình sẽ đưa xe vào, bắt lại pháo ngũ, do anh đang có pháo ở đường đáy. Nhưng anh Chí đường đao sắc bén, tung ra nước cờ, điều tốt bắt xe, quá đỉnh cao. Ví như Huynh ăn mã, anh Chí bình xe chiếu tướng và bắt xe. Nếu Huynh tiếc chạy xe vào ngũ, anh Chí chiếu tướng là sát cục. Bởi vậy, trong thực chiến ban đầu, Huynh đành lòng ăn quân tốt. Anh Chí lập tức điều xe qua chiếu với mục tiêu bắt quân. Huynh lao mã lên ngũ để tạo căn, nhưng anh Chí đã ăn mã và mời đấu xe. Nếu Huynh ăn xe lên, anh Chí thoái mã về và tương lai bắt nốt mã ngũ. Huynh thua quân, thua thế, anh tất bại. Thực chiến, anh chạy xe qua, dọa bắt mã đồng thời bắt tượng đáy một nước cờ phản công ngầm của bên đen nhưng lê đức trí lại quá danh mãnh anh ta phi mã xuống lộ 8 đang phục chiêu dùng xe chiếu hết bởi vậy đen không còn đủ thời gian để ăn tượng đáy có lẽ nước cờ hợp lý nhất của huynh chỉ là thoái xe đuổi mã khi đó bên đỏ sẽ tấn xe bắt ma tâm huynh phải ăn mã đỏ bắt mã và phục đoàn chiếu rút với việc hơn quân bên đỏ vẫn tất thắng dù thất thế nhưng nguyên của chúng ta vẫn thể hiện sự gan lì anh chạy xe vào ngũ lê đức trí tung đường xe chiếu đây là chiêu tiên thí hậu đoạt bởi vì đen chỉ còn cách ăn xi si về đỏ sẽ thoái ma chiếu ép đen phải lên tướng sau đó bên đỏ ăn xe rồi tương lai bắt nốt ma tâm có thể thấy một chiến thắng thực sự hay và đẳng cấp của mãnh hổ liên thành Lê Đức Trí. Nhưng trận này, huynh của chúng ta cũng chơi rất hay. Hai anh đã tạo ra trận cờ với vô vàn cam bẫy, thực sự rất hấp dẫn. Anh em thấy trận này ra sao? Vui lòng nêu quan điểm của mình nhé. Và nhớ like ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.